Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cắm một bình hoa hồng để bàn cũng như để bàn thờ đều được. Thì nguyên liệu ở đây mình dùng là đó là 5 bông hoa hồng đỏ, một số hoa thạch thảo trắng, 2 cây thủy trúc và 2 lá cong và 7 lá lan, còn gọi là lá thiết mộc lan hoặc tên thường gọi của dân gian mình gọi là lá phát tài á. Sốt cắm hoa, bình cắm hoa. Và bây giờ mình mời các bạn thực hiện cùng mình. Trước tiên á, thì mình sẽ dùng cái cành thủy trúc nha. Bạn sẽ tỉa cầm này, các bạn tỉa xéo ha, rồi này các bạn tỉa xéo, nó sẽ ra những cái kiểu là so le như vậy ha. Rồi các bạn đo từ cái lúc mà cái gốc cái cuốn của cành thủy trúc mà xuống phần cắm là các bạn có thể là cắt 1,5 gang, cắm lùi về sau của cục xốp nè, cắm xuống là 2 đốt ngón tay, xoay cái phần thì này qua bên tay trái. Các bạn dùng cái cành thủy trúc thứ hai, cái này ấy thì ta bỏ đi nè, rồi túm lại nè, túm lại cắt nhọn lên, và chúng ta sẽ có cái kiểu mà nó so le như vậy. Rồi các bạn đo thấp hơn cái cành thủy trúc thứ nhất nha, từ cái phần cắm nè, rồi là 1 gang tay nha, cắm xuống bên tay trái, xoay cái phần rìa này ra ngoài ha. Từ cái góc của cành thủy trúc thứ nhất tới cái phần cắm là 1 đốt ngón tay. Rồi chúng ta cắm hơi xiên và thấp hơn. Ở đây các bạn đo nè, từ cái khúc của cái góc cái cuốn lá đó thì sẽ thấp hơn cái cuốn bên này, từ lên là 1 ngón tay. Tiếp theo thì mình sẽ dùng 2 cái lá đuôi cong. Ở đây là cái lá đuôi cong này thì các bạn sẽ tỉa cho mình nha, tỉa nó hơi nhọn cái đầu vô các bạn, bằng cái tròn vậy nè, đó là các bạn kéo vô. Và phía bên kia các bạn cũng tỉa như vậy ha, phía bên kia thì nó hẹp hơn thì các bạn tỉa ít lại, cắm về phía bên tay trái nha. Ở đây nếu các bạn không có lá đuôi cong thì các bạn cũng có thể thay thế bằng cái lá trầu bà cũng được nha. Rồi các bạn cắm vào bên tay trái luôn, cắm kế cái lá vừa rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ dùng lá phát tài nè. Ở đây cái lá phát tài gốc, mình dùng cái phần gốc á, thì các bạn sẽ cắt cho mình là nó hơi nhọn nha. Cắm phía bên tay phải, cắm sát cái lá thủy trúc, cái ngọn lá phát tài còn dư thì các bạn sẽ cắm ở bên tay trái và hơi xiên. Ở đây mình sẽ tỉa lại nè. Rồi. Cắm ngay cái cục có cục xốp nè, xiên nè, xiên theo nè ha. Cắm cái gốc cái lá phát tài thứ hai cũng bên tay trái và cắm thẳng xuống và thấp hơn cái lá vừa rồi nha. Sau khi cắm lá rồi thì mình sẽ dùng hoa. Ở đây nè, mình sẽ dùng trước một cái cành hoa thạch thảo màu trắng, cắm song song ngay cái cây thủy trúc. Tiếp theo mình sẽ dùng hoa hồng, các bạn cũng cắm song song với lại cái hoa thạch thảo luôn và thấp hơn hoa thạch thảo là 1 ngón tay. Cành hoa hồng thứ hai thì các bạn cắt cái chiều dài của nó là một ngón tay thôi và cắm phía bên tay trái. Cái cành hoa hồng thứ ba thì các bạn cắm ngay trước của cục xốp nè, cắm thấp hơn cành hoa hồng thứ hai. Cái cành hoa hồng thứ tư thì các bạn cũng cắm kế cành hoa hồng thứ ba. Cành hoa hồng thứ năm
Thì ở đây mình sẽ cắt và cắm cho nó lại theo cái hướng của cục xốp nha. Vậy là chúng ta đã có một bình hoa hồng rất là đơn giản để bàn cũng như để bàn thờ đều được. Thì clip của chúng ta đến đây đã hết rồi. Chúc các bạn thành công. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.